could be us. So back to what I was saying. Could be us. Con trai Lý Liên Kiệt nổi đình đám một thời, cuộc sống tuổi U40 ra sao? Ở tuổi U40, Tạ Miêu phải nỗ lực tìm lại ánh hào quang năm xưa. Tạ Miêu sinh năm 1984 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Anh từng được ca tụng là thần đồng võ thuật, người kế vị Lý Liên Kiệt trong tương lai khi hai lần đóng vai con trai Lý Liên Kiệt trong những bộ phim võ thuật. Tạ Miêu bắt đầu biết đến võ thuật từ năm lên 7 tuổi. Thời điểm đó, anh được cha mẹ cho đi học nhảy. Tuy nhiên, cậu bé Tạ Miêu không quan tâm đến bộ môn nhảy mà thích thú với lớp võ ở bên cạnh. Thấy con kiên trì muốn theo học, cha mẹ Tạ Miêu quyết định cho con đi học võ. Đây cũng chính là cơ hội đưa cuộc đời Tạ Miêu sang một trang mới. Năm 1993, đạo diễn Vương Tinh chuẩn bị quay phim Tân Võ Lâm Ngũ Tổ. Ông cần tìm một nhóm trẻ biết võ thuật nên đã đến đội võ thuật quốc gia để tuyển chọn. Những đứa trẻ trong đội võ thuật lần lượt xuất hiện trước mặt đạo diễn nhưng ông vẫn chưa tìm được ai thật sự phù hợp. Cho đến khi Tạ Miêu bước ra, cậu bé đánh một bài quyền cước cho người đạo diễn xem. Bài võ bị sai nhiều động tác, khiến Tạ Miêu vô cùng xấu hổ. Không ngờ, đạo diễn lại thốt lên, chính là cậu bé này, mấy hôm nữa hãy đến casting thử vai nhé. Sau đó, Tạ Miêu được giao cho vai Hồng Văn Định, con trai của Hồng Hy Quang Lý Liên Kiệt đóng. Khi đó Tạ Miêu mới ở tuổi lên 9. Dù vậy, khán giả không khỏi bất ngờ trước diễn xuất của sao nhí nổi tiếng. Cậu bé có ngoại hình dễ thương, tính cách điềm đạm nhưng vô cùng ra dáng người lớn, đánh võ dứt khoát, không hề rụt rè khi đóng cùng Lý Liên Kiệt. Bộ phim đầu tay đưa tên tuổi Tạ Miêu đến gần hơn với công chúng. Nhiều đạo diễn cũng phát hiện ra tài năng của cậu bé vàng, nên liên tục gửi lời mời Tạ Miêu diễn xuất trong các bộ phim võ thuật. Nam diễn viên sau đó được góp mặt trong nhiều bộ phim đình đám cùng các ngôi sao Hong Kong nổi tiếng như Châu Nhuận Phát, trong Đỗ Thần 2, Ngô Mạnh Đạt trong Tiểu Phi Hiệp. Đáng chú ý, 2 năm sau vai diễn đầu tay, Tạ Miêu tiếp tục có cơ duyên tái hợp cùng Lý Liên Kiệt trong phim Lá Thư Gửi Cha. Trong phim, nhiều phân cảnh diễn tả tình cảm cha con giữa Lý Liên Kiệt và Tạ Miêu khiến khán giả không khỏi xúc động. Công chúng yêu mến gọi nam diễn viên bằng biệt danh con trai Lý Liên Kiệt. Dù vậy, đây cũng là lần cuối cùng mà Tạ Miêu được hợp tác với ngôi sao võ thuật sinh năm 1963. Sau tác phẩm Lá Thư Gửi Cha, Tạ Miêu khiến nhiều người bất ngờ khi thông báo tạm dừng hoạt động diễn xuất. Nguyên nhân của quyết định tạm rời xa làng giải trí được nam diễn viên giải thích là để tập trung cho việc học. Rút khỏi làng giải trí từ năm 11 tuổi, khi đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, cái tên Tạ Miêu dần rơi vào quên lãng. Mãi đến năm 24 tuổi, cậu bé thần đồng võ thuật năm nào mới tái xuất màn ảnh trong vai trò khách mời của bộ phim điện ảnh Đoạt Tiêu. Tuy nhiên, vai diễn này không giúp anh lấy lại được sự quan tâm của khán giả. Ở tuổi trưởng thành, nam diễn viên được nhận xét không còn giữ được nét đáng yêu như hồi nhỏ. Đồng thời, việc ở ẩn đã lâu cùng việc không tìm được vai diễn thích hợp khiến Tạ Miêu khó lấy lại danh tiếng năm xưa. Sau này, anh từng góp mặt trong nhiều phim truyền hình như Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ 2, Đại Mạc Phong Vân, Người Phụ Nữ Của Vua, Bát Quái Tông Sư, Quá Hiệp Âu Dương Đức, Anh Hùng Đánh Giặc Hốt Tất Liệt, tuy nhiên đều không để lại nhiều dấu ấn. Tuy sự nghiệp không còn nhiều nổi bật nhưng bù lại Tạ Miêu có một mái ấm hạnh phúc bên nữ diễn viên Hà Ngạn Nghê. Cặp đôi kết hôn năm 2012. Họ chào đón con gái tên Jumbo ra đời sau đó một năm. Sau khi lên chức cha, Tạ Miêu muốn tìm kiếm cơ hội quay lại màn ảnh rộng, tuy nhiên không thành công. Anh đành tham gia các bộ phim chiếu trực tuyến, xuất hiện trên show truyền hình để duy trì sự nghiệp giải trí. Ở tuổi 36, dù danh tiếng không còn như xưa nhưng sao nhí nổi tiếng một thời vẫn chăm chỉ và lạc quan. Anh cho rằng, dù là thực hiện phim điện ảnh hay những bộ phim chiếu trên mạng, chỉ cần nghiêm túc, chắc chắn sẽ gặt hái được thành công.